Lễ thượng cờ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ASEAN Sáng nay mùng 8 tháng 8, tại trụ sở Bộ Ngoại giao số 1 Tôn Thất Đảm Hà Nội đã trọng thể diễn ra lễ thượng cờ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN mùng 8 tháng 8 năm 1967 đến mùng 8 tháng 8 năm 2022 và kỷ niệm 27 năm ngày Việt Nam gia nhập ASEAN 28 tháng 7 năm 1995, 28 tháng 7 năm 2022. Sáng nay tại trụ sở Bộ Ngoại giao số 1 Tôn Thất Đàm Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức trang trọng lễ thượng cờ ASEAN năm 2022. Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các đại sứ, đại biện, đại diện đại sứ quán các nước ASEAN tại Hà Nội. Đúng 7 giờ 30, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì buổi lễ cùng sự tham gia của đại sứ các nước ASEAN, lãnh đạo các bộ ngành, ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, thực hiện đường lối đối ngoại đại hội 13 của Đảng, Việt Nam tiếp tục cùng các nước ASEAN phát huy hơn nữa bản sắc vai trò trung tâm của ASEAN, xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết vững mạnh, mang lại lợi ích thiết thực cho tất cả thành viên ASEAN cũng như các đối tác trong và ngoài khu vực. Với phương châm chủ động tích cực, chân thành, tin cậy và có trách nhiệm, Việt Nam tiếp tục nỗ lực hết sức mình cùng ASEAN viết tiếp những chương thành công về xây dựng cộng đồng ASEAN, đóng góp quan trọng vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Ngay sau đó, nghi thức thượng cờ diễn ra trang trọng do đội danh dự thực hiện. Lễ thượng cờ ASEAN được tổ chức hàng năm vào dịp kỷ niệm ngày thành lập ASEAN mùng 8 tháng 8, thể hiện sự tôn vinh các giá trị chung và cam kết của ASEAN với nhân dân các nước trong khu vực. Lá cờ biểu tượng cho một ASEAN thống nhất và gắn kết tung bay. Kết thúc lễ thượng cờ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chụp ảnh kỷ niệm chung với đại sứ các nước ASEAN và quan khách trong nước và quốc tế tới dự. ASEAN giữ một vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam gia nhập ASEAN năm 1995 là một quyết sách mang tầm chiến lược của Đảng và nhà nước Việt Nam, góp phần tạo nên cục diện mới về hội nhập quốc tế và phát triển của đất nước, củng cố môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như nâng cao uy tín vị thế của đất nước.